dâu mình á, nó sanh thằng Thịnh á, thằng Nguyễn Thị Thịnh giờ lớp 8 á. À, rồi cái mình nuôi, nuôi cái có người ta bán ở trong cái nhóm đi xin ăn á. Cái mình mới thấy vậy, mình mới lại, mình mới mua lại, bán 6 triệu, mình mới mua lại 7 triệu. Mình đem về, cái mình lúc đó mình đi là phó chủ tịch phụ nữ. Cái người ta mới nói là chị không có nói xin như vậy được, chị phải nói là chị đi công tác. Rồi chị trên đường đi, chị chạy, chị bắt về mua, chứ chị không có nói xin được. Nếu mà nói xin vậy nó hơi khó khăn cho chị, là chị phải đi tới mẹ nó, làm mấy cái tranh. Đó, mình, cái giống đó là chứng sinh á. Có con dâu đẻ được thằng lớn, vợ mình cho có đó, rồi đẻ thằng nhỏ là bắt nó luôn. Nói với thằng đó mình cũng có cháu rồi, mình cũng nhận thêm không có không ra cưng lắm, cưng nó hơn nó có hội gì nữa, nó thiệt luôn là nó có cái duyên đó. Nó có duyên đó, rồi giờ con nói với con là cái gì nhà. À, thằng con trai nó chết rồi, hận dâu có chồng rồi, có chồng đây, hồi chồng nó chết mới có 2 tháng rồi nó đi rồi. Vậy là bé nó không biết gì, không dám cho nó biết sự thật, là biết theo vậy thì không biết dám cho nó biết sự thật, cho nó biết. Là nên nó học lớp 4 đó cơ, cô giáo, tại vì cô giáo hỏi mình là nói là thế nào vậy cũng kể vậy nè. Cái cổ cũng như cũng thiệt lòng, cổ nói là với mấy các bạn trong lớp là nói là Thiên Ngân là cô ấy đó thường cái nó buồn, dạ cái nó buồn cái nó bỏ học, cái tôi mới vô tôi năn nỉ cô, rồi đem nó vô rồi cô nói với trong lớp là nó mất cha chứ không phải nó mất mẹ. Con mất cha mất sớm, tại vì con có nói lên nó nói với cô là con sống với bà nội, cha mất sớm, mẹ có gia đình riêng. Lo cho nó được, cho nó hành nghề hoặc cô giáo hay bác sĩ gì đó như đó, mình cho nó nhờ cái đúng tên đó. Chứ để mình đâu có lo được đâu. Người biết là bé cũng chăm sóc cho bà nữ thì nó cũng là mẹ. Giỏi lắm. Cảm không là gì. Nói chung là đi học về nội trương, sư nội rồi. Cái mình chưa ăn cơm, cái mình nó xuống nó lấy cái mâm nó dọn lên, bà cháu ngồi ăn. Thịnh thì nó bưng cái tô rồi đi đó, đi ăn xong rồi nó dọn dẹp. Ví dụ mình khi mình bệnh đau thì nó cũng hay có cái dễ để mình lo cho nó. Khi mà nó sốt đó, lấy khăn những nước nóng để mình đắp lên, nó có mất chứng như vậy đó. Mất chứng nó chăm sóc mà nội vậy, nội mua thuốc rồi con đi mua cho, con sắp cái đạo anh ba nè. Mua cho để mà uống. Rất thương hết.